Chào mừng tất cả các em đã đến với những giờ học văn thú vị và bổ ích ở trang web olm.vn. Các em thân mến, ở video trước, chúng mình đã dừng lại ở phần 2 La Mã, những yếu tố của truyện Ngụ Ngôn được thể hiện trong hai văn bản. Và cụ thể, chúng mình dừng ở mục thứ 3, những sự kiện của văn bản, hai người bạn đồng hành và con gấu với chó sói và chiên con. Trong bài học hôm nay, chúng mình sẽ đến với những mục còn lại, đó là nhân vật, đề tài và phần thứ 3 La Mã, bài học rút ra từ hai văn bản. Ngay bây giờ, chúng mình sẽ đến với mục thứ 4, nhân vật. Như chúng ta đã được học, trong các truyện cổ tích, truyền thuyết, thì tính cách của nhân vật trong truyện được bộc lộ qua hành động, mà trong hành động đó thì có lời đối thoại của các nhân vật. Lời đối thoại này sẽ giúp cho người đọc thấy được tính cách và thái độ của nhân vật ấy. Trong bài học ngày hôm nay, với văn bản hai người bạn đồng hành và con gấu thì có rất ít lời đối thoại. Cụ thể mỗi nhân vật chỉ có một lượt lời duy nhất. Chúng ta sẽ không thấy được rõ tính cách của các nhân vật ấy. Vì thế, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau phân tích lời đối thoại của hai nhân vật có trong văn bản chó sói và chiên con để làm rõ được điều này. Trước hết, các bạn cần đọc lại văn bản và xác định lời của các nhân vật để hoàn thiện bản sau. Các em thân mến, như vậy ở bản này chúng ta có 4 cột. Cột thứ nhất là diễn biến, cột thứ hai là lời chó sói, cột thứ ba là lời chiên con và cuối cùng là nhận xét. Ở cột nhận xét này chúng ta sẽ làm rõ về hành động, thái độ và tính cách của các nhân vật các bạn nhé. Đầu tiên, ở lượt lời thứ nhất, chó sói đổ tội cho chiên con làm đục ngầu nước uống của nó. Và chiên con thì đưa ra những lý lẽ để giải thích cho chó sói hiểu được mình không phải là người làm đục ngầu nước uống của chó sói. Qua những lượt lời này, có thể thấy sự đối đáp là lời kết tội của chó sói dành cho chiên con. Và lời kết tội này hoàn toàn vô lý, chiên con là nhân vật vô tội. Ở lượt lời thứ hai, chó sói đổ lỗi cho chiên con là người đã nói xấu mình năm ngoái. Tuy nhiên, chiên con đã giải thích, nói xấu ngài, tôi nói xấu ai khi tôi còn chữa ra đời. Nghĩa là thời điểm năm ngoái, chiên con còn chưa được sinh ra. Lời đối đáp này cho thấy lời kết tội của chó sói là hoàn toàn bịa đặt. Ở lượt lời thứ ba, chó sói đổ lỗi cho anh của chiên con nói xấu mình. Lúc này, chiên con mới thật thà với chó sói rằng nó chẳng có anh em. Qua đây có thể thấy lời đối đáp là lời kết tội của chó sói và đặc biệt nó là một sự vu khống dã man. Và cuối cùng, ở lượt lời thứ tư, chó sói đổ lỗi cho một móng nhà chiên. Một móng nhà chiên không đứa nào kiền sói đâu. Cả chiên, chó, người cùng nhau một thói. Tất cả đều không ưa gì sói. Ở lượt lời này thì chiên con không được nói ra ý kiến của mình mà ngay lập tức bị sói lôi vào rừng ăn thịt chẳng cầu đôi co. Qua đây có thể thấy lời kết tội của chó sói là một lời kết tội vu vơ, cuối cùng phơi bày được dạ tâm, bản chất của sói, đó chính là muốn ăn thịt được chiên con. Qua những phân tích trên, theo em, dòng nào sau đây nhận xét đúng về hai nhân vật chó sói và chiên con? Đầu tiên là nhân vật chó sói. Chó sói là hiện thân của kẻ mạnh, kẻ bạo tàn. Để thỏa mãn nhu cầu, cụ thể ở đây là cơn đói của mình, nó sẵn sàng bịa đặt, vu khống, bắt nạt và giết hại kẻ yếu. Trong trường hợp này, nói chân lý thuộc về kẻ mạnh hay kẻ mạnh cái lẽ vẫn xa, thực ra là để nói sẽ không có lẽ phải đạo lý nào ở đây cả. Về nhân vật chiên con là hiện thân của sự vô tội, của sự thật, của lẽ phải, nhưng nó lại là lẽ phải của kẻ yếu và bị kẻ mạnh ức hiếp, vùi dập, hãm hại. Sự đối lập giữa hai nhân vật này khiến cho người nghe, người đọc cảm thấy bất bình,
căm ghét xã hội, mà ở đó kẻ mạnh là hiện thân cho cái ác hoành hành. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đề tài. Với những nội dung mà chúng ta đã được học từ hai video, thì theo em đâu là đề tài của văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu? Nhắc đến đề tài thì chắc hẳn các bạn học sinh sẽ cảm thấy mơ hồ và không hiểu được đề tài là gì. Đề tài là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản. Việc lựa chọn đề tài đã bước đầu bộc lộ được khuynh hướng và ý đồ sáng tác của tác giả. Như vậy có thể thấy, đề tài trong văn bản này đó chính là tình bạn, đúng không nào? Vậy với văn bản Chó sói và chiên con, thì đề tài của văn bản đây là gì? Đúng vậy, đề tài của văn bản này đó là kẻ mạnh và chân lý. Ngoài ra, các bạn học sinh cũng có thể khái quát theo cách diễn đạt của mình, miễn sao nó tỏ ra được vấn đề và có những từ ngữ cụ thể để diễn đạt được chủ đề này một cách sáng rõ các bạn nhé. Các em thân mến, như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong những yếu tố của truyện ngụ ngôn được thể hiện trong các văn bản. Có thể thấy đây là hai truyện ngụ ngôn tiêu biểu trong thể loại, giúp cho chúng mình hình dung cụ thể rõ ràng hơn về thể loại nói chung và truyện ngụ ngôn nước ngoài nói riêng. Như chúng ta đã được học, truyện ngụ ngôn được các bố mẹ lựa chọn để kể cho các con nghe, dùng để dạy bảo các bạn nhỏ vì có truyện đơn giản, lôi cuốn, hài hước, và đặc biệt bởi lẽ những bài học giá trị được rút ra từ tác phẩm. Mỗi câu chuyện đều đi kèm với những ngụ ý mang lại những bài học tinh tế. Hai văn bản mà chúng mình tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài thứ ba, bài học rút ra từ hai văn bản. Ở video trước, khi tiếp cận với văn bản Thầy bói xem voi và ít ngồi đáy giếng, các bạn có thể thấy được rằng chúng ta đã phân tích nhân vật và rút ra được bài học giá trị từ các nhân vật ấy. Với hai văn bản này thì các bạn cũng dựa vào lời đối thoại của các nhân vật và tình huống truyện để có được những bài học cho bản thân. Tuy nhiên, điều này chúng mình đã tìm hiểu ở phần nhân vật và tình huống truyện. Vì thế, chúng mình sẽ không tiếp tục phân tích trong phần thứ ba, bài học được rút ra từ các văn bản nữa, mà các bạn học sinh có thể hoàn toàn dựa vào những nội dung mà mình đã phân tích ở trên để rút ra bài học cho chính mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đến với văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu. Theo em, những bài học nào được rút ra từ truyện ngụ ngôn này? Trước hết, có thể nhắc đến đó là bài học về sự bình tĩnh. Đứng trước những hoàn cảnh éo le, hiểm nghèo, chúng ta càng phải bình tĩnh, đưa ra những quyết định sáng suốt. Ví dụ như người bạn bị bỏ lại, dù đến gần kề với cái chết, thì anh vẫn bình tĩnh giả chết để thoát được con gấu hung dữ. Ngoài ra, chúng ta cũng có một bài học rất quan trọng được nhận thấy một cách rõ ràng thông qua câu nói của người bạn bị bỏ lại, đó là không nên tin vào những kẻ bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn. Đó không phải là mỗi người bạn chân thành, chúng ta cần nhìn rõ bộ mặt của họ. Từ bài học thứ hai thì chúng ta cũng có thể rút ra được một bài học quan trọng khác, đó là để có được một tình bạn tốt, chúng ta cần phải có sự chân thành. Mọi mối quan hệ trong cuộc sống đều nên được đối xử với nhau bằng sự chân thành. Kế đến, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang văn bản Chó sói và chiên con. Theo em, bài học nào được rút ra từ văn bản này? Đúng rồi. Bài học đầu tiên được rút ra từ văn bản này đó là hãy coi chừng, kẻ mạnh thường chà đạp lên chân lý, đạo lý một cách tàn bạo và bất công. Qua đó, chúng ta cũng cần phải biết tự bảo vệ mình trước những tình huống nguy hiểm, hiểm nghèo, đúng không nào? Đây là hai bài học quan trọng nhất được rút ra từ văn bản. Ngoài ra, với sự đọc hiểu của cá nhân các em cũng có thể đưa ra được những bài học khác mà mình cảm nhận được, mình học được sau khi mình đọc các văn bản các em nhé. Như vậy, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong hai bài học.
Để nắm vững được nội dung của các văn bản, các bạn có thể thực hiện bài tập sau. Trong hai truyện ngụ ngôn trên, em thích truyện nào hơn? Hãy nói rõ lý do vì sao em thích nó và trình bày những điều đó bằng cách viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu nêu cảm nhận của chính mình về văn bản ấy. Để làm được điều này, trước hết, các em cần phải định hướng ý kiến, lựa chọn văn bản được quan tâm, yêu thích và định hướng được lý do. Sau đó, đọc lại văn bản và phát thảo một số ý chính cần phát biểu. Cuối cùng thì chúng ta sẽ viết đoạn văn. Cô hy vọng rằng video bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn củng cố kiến thức về thể loại, thích thú khám phá một văn bản truyện ngụ ngôn và tìm tòi nghiên cứu hơn về thể loại này các bạn nhé. Và hãy chú ý thực hiện bài tập vừa được sao nữa nhé. Video bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài học thú vị tiếp theo.